Tin mới, Nam Định tổ chức đấu giá 329 lô đất ở tại khu dân cư xã tại huyện Giao Thủy. Theo đó, ngày 9 tháng 12, Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản tỉnh Nam Định dự kiến tổ chức đấu giá đối với 329 lô đất tại xã Giao Tiến, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định. 329 lô đất thuộc các thửa đất của tờ bản đồ số 9 bản đồ giao dụng hợp tác xã Quyết Thắng, đo đạc năm 1990, chỉnh lý thực địa năm 1998, được xác định theo mặt bằng quy hoạch chi tiết khu dân cư tập trung xã Giao Tiến. Mục đích sử dụng là đất ở tại nông thôn, hình thức nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, thời hạn sử dụng lâu dài. Các lô đất đấu giá có diện tích từ 87m² đến 300m² trên lô. Tổng diện tích của 329 lô đất là 38.776,3m². Đơn giá khởi điểm từ 13 triệu đồng đến 17 triệu đồng trên mét vuông. Tổng giá khởi điểm các lô đất đấu giá là 570,425 tỷ đồng. Đối tượng tham gia đấu giá là hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật. Tại một lô đất đấu giá, trong một hộ gia đình, những người có quan hệ hôn nhân hoặc cùng hộ khẩu chỉ được một người tham gia đấu giá. Cuộc đấu giá được tổ chức theo hình thức bỏ phiếu trực tiếp, một vòng đối với từng lô đất tại cuộc đấu giá. Hồ sơ tham gia đấu giá được bán từ ngày niêm yết đến ngày 6 tháng 12 năm 2023. Hãy follow kênh để nhận thêm các thông tin đấu giá được cập nhật liên tục và các tin tức về thị trường bất động sản mới nhất.